Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nha. Chiều nay mấy anh em đi đặt xì di nha các bạn. Nước gần rút rồi các bạn ơi. Mấy anh em tranh thủ đặt chắc 1-2 chuyến nữa là hết rồi. Giờ nước giật tơi tả rồi. Muốn hết nước rồi. Chỉ có cái đồng bên đây nó bị trũng các bạn. Lung nhiều quá. Còn mấy cái đồng bên kia nước bây giờ nó muốn cạn, người ta bơm ra người ta xả hết rồi. Này cái đồng bên đây lúa người ta cũng tước bông hết rồi nha các bạn. Khu này giờ trống, còn có khoảnh này thôi. Còn đằng kia người ta cũng hết bông hết rồi. Nước nó cũng giật. Khu bên mình là nói chung là muốn hết đồng để đặt xà di luôn rồi các bạn, chỉ có đồng bên đây thôi. Năm nay mấy anh em đặt xà di hơi bị thất bại các bạn, không như mấy năm trước người ta xạ lúa đó, nó đậu cá nó dự trữ tổng nó ở tổng lúa của người ta còn các bạn, không ai dám vô mà giăng lưới hoặc là xịt hay là đẩy côn này kia. Cho nên con cá rất là nhiều. Trong đó mình đặt xà di là không có gây hại gì đó, cho nên mình dễ bắt hơn. Còn bây giờ người ta mấy cái khu mà lúa chét á thì người ta giăng lưới nè, xịt rồi kéo lưới gì lum la cho nên là đặt xà di không có trúng như mấy năm trước. Bây giờ để mấy anh em đi đặt nha các bạn, đặt từ đây giờ vô trong đó. Đặt xong rồi sáng mai mấy anh em đi thăm, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Đây là cặp theo cái bờ ranh nha các bạn. Rồi, sáng nay mấy anh em đi thăm mấy cái sợi dây mình đặt hôm qua nha các bạn. Đó, cái đầu tiên. Tiền hai em. Mình ba em. Qua đây em luôn. Qua đây người ta đang trục đất các bạn. Không biết có bị lụm cái sợi dây nào không ý. Mấy giật nó đi ngang là lụm xiềng luôn rồi đó. Có lụm rồi đó, không có lụm hết rồi. Đây, người ta đang chụp mấy miếng đất này các bạn ơi. Mong là bị 1-2 cái thôi nha. Bên đây, sáng người ta chụp sớm các bạn. Đấy, hôm qua đồng chét còn nhóc, tự nhiên bữa nay tao chụp. Hôm qua là đặt bên đây là mò thường. Hôm qua đặt bên đây là banh hết trơn luôn rồi. Hôm nay không có đẩy vỏ vô được nha các bạn. Người ta đắp bờ lại đó, người ta đắp bờ, người ta chụp xong rồi người ta bơm đó các bạn. Nên mình không có đẩy vỏ vô được. Vỏ mình hơi lớn, vỏ xuồng nhỏ thì người ta đẩy vô được. Cho nên mấy anh em lội thăm hết mấy cái sợi dây này cũng xỉn luôn ạ. Mình quá luôn hả? Nhưng mà mình lội đi thì mình quay thì nó hơi bị rung lắc nha các bạn. Các bạn xem là thông cảm. Mình lội với sình đó bạn, lắc qua lắc lại cho nên nó rung lắc dữ lắm. Như ngồi trên xuồng trên vỏ thì nó đỡ. Rồi bây giờ ba bốn con quất. Có mấy cái quất nha các bạn, ba cái quất. Mấy chục nhờ ta chụp đất bên kia, chụp đất bên đây đi hết trơn luôn. Ra tay anh. Cầm em. Cái này cũng ngon ha. Sao mà cái chạy cái hông kỳ ta. Bây giờ cái chạy cái hông kỳ rồi. Chạy được có nhiêu đây. Cá bên đây trọng trọng ha. Đều đều không à. Đây như mình quẹo vô không. Cầm em. Rồi. Ngon nha. Vô đây có lý lại. Đây bây giờ dài vô trong đó, nếu mà chạy lây ra là ngon á. Chót khỏi cái lần
Vui lấy niềm tin thôi. Một em, bị ngã nghiêng ngã ngửa. Vui. Rồi. Thọt ngồi luôn. Cái chạy cái ông ngộ thôi chứ. Vui luôn. Vui nhiều quá ta. Cá ngoài đá chứ đang đá ăn chuối nữa. Vô. Ở ngoài một cái này nè. Mà trong con trời chạy. Hai con cá nhỏ. Hai con bự quá, bự quá. Dễ. Đó. Rồi. Sao vậy con? Dở cái nhảy chỉnh 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 đi. Dở cái lên xào xào xào. Đã. Ui. Đúng. Đó. Đó. À em. Ba con. Ui. Rung, rung. Đó. 5 em, 6 em. 6 con. Lên nè. Con bự rồi. Nó kêu rồi rồi không. Ui. Đúng. Đó. Nó nhảy là được. 4 con. Cái khúc này trong này hơi nhỏ đây. Giật, đó, nhiều nè. Đó, cả chục con luôn. Lâu vô cái gì mới sướng chứ. Chục con. Lâu khoảng cái. Đúng. Đó, con rồi. Con mồi đi. Cái này rung nè. Đó. Đó. 6 con. Nó rung rồi. Cầm cái sợi dây lên rung 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 rồi mới sướng hả? Bờ vô nó nâng rung từ từ từ. Bờ vô im luôn nè. Cái buồn. Nhưng cũng được 5 em ha. Xuồng tao bơi ngang. Con bị chết, hai con chết luôn. Mồi này độc quá. Đang trộm mồi gì mà cá ăn vô chết luôn đi. Mồi tẩm thuốc. Ui, đó. Nó xào lên cái. Rồi. Rồi đó, xào luôn. Không còn, rồi luôn, ra luôn. Nhỏ quá ra cũng vừa. Dạ, tính cái xào ơi, người ngay ào luôn. Không dám lội lạ luôn. Trời, có con nào luôn hả? Lội lạ ở đây có gì luôn. Thôi ơi. Ui. Đó. Đó. Cái này xuống hết chạy. Cá nhỏ ghê. Cái hai con à. Rồi tay cái này rồi kìa. Giết từng miệng hơn vậy. Chuyển mưa quá bạn ơi. Sáng chuyển dữ rồi. Đó. Ủa, cái này. Ủa, sao trong này hai cái chạy dữ rồi nha. Cái này cái chạy nhóc chân chạy. 15 một cái này có mười mấy con á. Này miếng đất khác nha các bạn. Vô. Ừ. Rồi, cái này có cá bự nữa kìa. Có hai cá bự luôn, ba cá bự luôn. Sướng rồi. Giờ này lúc mà
ruộng này để hai cái miếng ruộng này là nãy mình thăm miếng ngoài nha các bạn. Vô miếng trong này hai trái là thấy ngon ok rồi đó. Mà không biết mấy cái kia sao thôi. Mong lại ăn vậy hả? Cái thứ ba. Bà tam gì bà ra hai cái đầu không? Ba cái rồi. Đó vậy thôi. Con một con nhỏ này kìa. Dưa tao với thằng Na. Con một. Ê, có trái được. Trong đó hình như nó thưa hơn. Nè, có nè, đó. Đó. Ôi, vậy là miếng này có miếng này không ơi? Có rồi. Đây cái gì nãy sao đó. Cái mười mấy con không. Cái này mà cá bự một cái này no xương luôn. À, cái này hay lúc rồi ha. Ừ. Ba cái bằng nãy giờ biết. Cái chục cái kia. Đã rồi. Ui. Đấy. Ôi. Tiếp luôn. Rồi, hai cái này được hai em. Còn cục mồi luôn. Mồi luôn. Bỏ vô đặt lại luôn. Ôi. Rồi. Con rồi. Một em. Cái thì mười mấy hai chục con, cái thì một con. Cái không biết được đếm mà. Thôi, cái. Đi. Không có biết luôn. Được, cái này được. Con. Năm em. Hai nhiều hơn cái kia rồi. Đang dán 2 ký được không? Dán được. Còn mấy cái nữa hết rồi mà. Đó. Ôi. Đó. Đó. 6 con, 7 con. Nhất lại mấy cái bên đây. Mấy cái cuối rồi. Nhất lại mấy cái cuối rồi. Trời ơi, cỡ 5 cái nữa hết ha. Hả? Cỡ 5 cái nữa hết rồi. Đó. 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 Mới dở lên thấy chạy lên trên mặt nước thấy ngon này. Bóc vô là nó rung rung là hiểu rồi. Để cái cá. Ui. Không rung rồi. Con mà. Dở lên nửa cái mà không thấy nó chạy lên là thấy rồi. Đụng vô không nghe nó rung rung vô. Hiểu không? Rồi. Bốn em. Bốn con. Không được. Ít lại. Ngày 2 ký khỏe luôn nha các bạn. 2 ký. Còn 2 cái nữa. Còn chắc 2 cái nữa hay gì vậy? 2 cái nữa hết à. Nói chung cũng đỡ hơn bữa hổm. Bây giờ mình đặt được chuyến này thì chắc gắn gián chuyến nữa là hết đặt rồi. Giờ ta đang trục rồi đó các bạn. Chỉ còn miếng bên đây là nước sâu à. Còn xung quanh ta bơm hết rồi. Bây giờ miếng này ta cũng đang trục chuẩn bị bơm luôn. Nếu anh em tranh thủ rồi đặt thêm chuyến nữa. Chuyến nữa là máng sợi dây lên nóc nhà luôn. Quá không? Rồi còn cái đặng nữa hết. Cuối cùng. Quý giết rồi nào không? Đâu. Rồi. Cuối cùng rồi mình vẫn thế hả? Cuối cùng như cái đầu vậy. Cái đầu như cái cuối. Như cái đầu. Này 2 kg xiên, xiên 2 kg. Nó chắc được cỡ 2 kg cá nha các bạn. Bên kia nè, hơn luôn, hơn 2 kg luôn. À, 40 mấy cái xì gì? 43 cái. Cứ hổm hình như gãy một cái, bỏ một cái còn 42. Rồi xong. Con chết. Không. Thôi, giờ mấy anh em lội vô nha các bạn. Từ trong bờ, mấy anh em đặt vòng vòng lội ra tới ngoài này.
lội về tới nhà bỏ ăn luôn. Rồi, anh em mới đi thăm sờ di về nhé bạn. Rồi tới nhà thành quả bữa nay chắc được khoảng 2 kg, hơn 2 kg đấy các bạn. À, bên đây cũng không có lớn mấy, nói chung là đỡ hơn bữa trước. Bữa trước mình khoảng chừng 1 kg cá, mà cá nhỏ nhỏ mà. Nay cũng có cá lớn nè. Mà bên đó thì, bên đó giờ muốn vô đặt lội quả quá bạn, không có đẩy vỏ vô được. Vậy đặt cũng nguy hiểm nữa, mấy cài chục, không biết chừng nào. Mấy cài sáng nó vô nó chục, giờ nó chục miếng đất bên kia, phải nó chục miếng đất bên đây đây rồi. Nguyên vàng xài dây chắc đi hết rồi. 20 cái mới. Đúng hết luôn. Thôi, video đi đặt sợi dây của mấy anh em, thành quả được nhiều cá các bạn. Các mình cũng xin kết thúc video đây nha các bạn. Kết thúc chuyến đặt sợi dây của mấy anh em ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Cái này rộng lại đi. Rộng lại. Con nào ăn ăn, con nào không ăn chắc sẽ thả hầm luôn chứ. Thả hầm cho mấy con kia nó ăn. Được hết chứ, cá bự nè, cá nhỏ nè.